Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 25 tháng 12 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Và sau đây là những nội dung chính. Tỉnh ủy Quảng Ninh công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Tràn ngập không khí đón Giáng sinh của đồng bào Công giáo. Quảng Ninh tiếp tục tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các trạm y tế xã phường. Thành phố Hạ Long tiếp tục cưỡng chế xử lý các hộ nuôi thủy sản trái phép trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y kết quả bầu đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Chúc mừng đồng chí Cao Tường Huy nhận các quyết định của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là niềm vui đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh, là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng lâu dài trong nhiều nhiệm kỳ về công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững sự đoàn kết ổn định của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Cao Tường Huy cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh kỷ luật đồng tâm, truyền thống đoàn kết gắn bó đã được vun đắp từ nhiều thế hệ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đặt ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tin tưởng với bản lĩnh trách nhiệm công tác, đồng chí Cao Tường Huy cùng với tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, dân chủ sáng tạo trong điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, kiến tạo, phục vụ, hành động, phát triển, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, có đủ phẩm chất năng lực uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong tình hình mới, cũng như đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đặc biệt với vai trò người đứng đầu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ luôn cầu thị, khiêm tốn, cẩn trọng và gian khổ phấn đấu, phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành vì sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh đã quan tâm tin tưởng. Trước nhiệm vụ yêu cầu mới trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, đồng chí khẳng định bằng trách nhiệm phát huy hết tâm sức trí tuệ sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cùng với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục kế thừa truyền thống tự hào của tỉnh, đoàn kết thành khối thống nhất để tạo nên sức mạnh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh đạt được các mục tiêu đã đề ra, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh để hoàn thành tốt nhất chức trách nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Cũng trong sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 43 để lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Thực hiện quy định số 96 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Kế hoạch số 345 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ này gồm 12 đồng chí. Tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm gồm hai nội dung: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao,
tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiện có 15 đồng chí. Danh sách các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ này gồm 12 đồng chí, có 3 đồng chí không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm do được điều động luân chuyển bầu cử trong năm. Quán triệt quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Công tác lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo dân chủ khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm, chống chạy tín nhiệm. Đánh giá đúng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, kết quả cụ thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và uy tín của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Giúp các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao nhiệm vụ, trách nhiệm, năng lực công tác, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Người lấy phiếu tín nhiệm báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực phạm vi, địa bàn mình phụ trách. Tính năng động, đổi mới sáng tạo, quyết đoán, quyết liệt, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ phải được lượng hóa, đo đếm được bằng sản phẩm, chỉ tiêu, con số, công trình, đề án, chương trình, giải pháp, những đề xuất tham mưu được tập thể lãnh đạo, nhân dân thừa nhận. Đồng thời nghiêm túc thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế tồn tại gắn với kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kiểm điểm năm 2023 và các báo cáo có liên quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được các cơ quan thông qua theo quy định của pháp luật. Với cách làm bài bản, chặt chẽ, khoa học, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua danh sách và thực hiện thảo luận tại tổ. Tại các tổ thảo luận đã có 28 ý kiến phát biểu. Các ý kiến đều đánh giá cao quy trình, cách làm khoa học, chặt chẽ trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, nhất là việc chia tổ thảo luận để đi sâu vào nghiên cứu báo cáo của người lấy phiếu, việc kê khai tài sản, làm rõ những vấn đề cần quan tâm. Các ý kiến phát biểu đã bày tỏ cơ bản nhất trí với báo cáo của người lấy phiếu tín nhiệm, bảng kê khai thu nhập, tài sản. Nhiều ý kiến thảo luận tại tổ đi sâu phân tích bối cảnh, tình hình từ đầu nhiệm kỳ đến nay để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với tinh thần dân chủ, khách quan và công tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 12 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo đúng quy định số 96 của Bộ Chính trị, thể hiện tinh thần công tâm, khách quan, đánh giá toàn diện. Đồng chí đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thiện bản thân về phương pháp công tác, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề. Vì vậy, đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuần để nghe và cho ý kiến về một số nội dung công việc quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với báo cáo tổng hợp kết quả bước đầu lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua đánh giá kết quả bước đầu, Thường trực Tỉnh ủy nhận thấy việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đảm bảo triển khai nghiêm túc, đánh giá đúng bản chất khách quan, khoa học. Kết quả, cơ bản các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm có kết quả tín nhiệm đạt tỷ lệ cao. Qua đó cho thấy tinh thần nỗ lực chung của đội ngũ cán bộ trong bối cảnh cụ thể phát triển của địa phương trước những thách thức khó khăn, khẳng định chất lượng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ gìn đoàn kết, thống nhất và tuân thủ các quy tắc của Đảng ngày một nâng cao. Cho ý kiến công tác tuần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chuẩn bị thật tốt công tác kiểm điểm tập thể cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định mới.
tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội những ngày còn lại của năm 2023 và công tác chăm lo Tết cho người nghèo, cận nghèo, cải thiện nâng cao chất lượng nhà ở theo tiêu chí mới của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo 100% các doanh nghiệp không được nợ lương công nhân lao động năm 2023 và đảm bảo mọi gia đình công nhân, nhân dân đều có Tết no đủ, đầm ấm, hạnh phúc. Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nhiều nội dung quan trọng khác. Chiều nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khắng cùng lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Tại hội nghị, qua nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và ý kiến phát biểu tham luận, đóng góp của đại diện lãnh đạo một số bộ ngành đơn vị địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao và biểu dương những kết quả đáng khích lệ ngành tư pháp đã đạt được trong năm 2023, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, bộ ngành tư pháp cần tiếp tục nỗ lực tập trung, ưu tiên tối đa cho việc xây dựng hoàn thiện thể chế, đảm bảo kịp thời và có chất lượng. Đề xuất tham mưu sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp tích cực với các bộ ngành chức năng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tư pháp trong sạch, chuyên nghiệp, bản lĩnh, tích cực phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Hôm nay tại thành phố Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội đàm với Công an tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Hai bên đã cùng nhau trao đổi thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó tập trung thông tin về công tác quản lý xuất nhập cảnh, hành chính, quản lý người nước ngoài tại địa phương, phòng chống tội phạm ma túy, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, công tác truy nã, truy tìm. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, nhất là hoạt động trao đổi đoàn công tác đến thăm làm việc tại hai địa phương, đơn vị. Cục lãnh sự vừa nhận được công hàm số 361 ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam thông báo về chính sách giảm mức thu phí thị thực nhập cảnh vào Trung Quốc. Theo đó, nhằm tạo thuận lợi cho người nước ngoài, trong đó có công dân Việt Nam xuất nhập cảnh Trung Quốc từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Đại sứ quán Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách tạm thời thu phí thị thực Trung Quốc ở mức 75% so với mức thu tiêu chuẩn trước đây. Chiều nay tại Cung văn hóa Lao động và Việt Nhật, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thành phố. Sau một năm triển khai, phong trào thi đua đã đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Đã khởi công mới hai công trình là Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền và Di tích Ao Cá Bác Hồ trên đảo Tuần Châu. Hoàn thiện thủ tục khởi công 5 công trình và tổ chức gắn biển 14 công trình, tổ chức thành công hội thảo khoa học, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong định hướng phát triển bền vững thành phố Hạ Long. Công tác tuyên truyền tổ chức các sự kiện được triển khai sôi nổi rộng khắp. Nhân dịp này, 46 tập thể, 72 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng. Chào mừng 30 năm ngày thành lập thành phố Hạ Long 27 tháng 12, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình trụ sở làm việc của Đảng ủy Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Cao Thắng. Dự án có tổng diện tích hơn 9.500 m² với quy mô 4 tầng, trong đó tổng diện tích sàn sử dụng là 1.600 m² cùng hạ tầng kỹ thuật, sân vui chơi, cây xanh, đường giao thông với tổng mức đầu tư trên 34 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hạ Long. Dự án sau khi hoàn thành, ngoài việc đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ công chức phường Cao Thắng, còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số. Cũng trong hôm nay, Đảng bộ chính quyền nhân dân phường Hà Khánh đã khánh thành gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập thành phố đối với công trình nhà văn hóa khu 5. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích hơn 1.000 m², diện tích sàn xây dựng 450 m² với thiết kế 2 tầng, tổng mức đầu tư dự án 5,3 tỷ đồng. Tại xã Đông Sơn, thành phố Hạ Long tổ chức lễ khánh thành trụ sở công an xã.
Công trình có tổng diện tích xây dựng theo quy hoạch là 1.511 m², tổng mức đầu tư 11,4 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Hạ Long. Các công trình được khánh thành không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của địa phương mà còn tạo không khí phấn khởi thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân hướng về ngày thành lập thành phố Hạ Long. Lễ Giáng sinh không chỉ là ngày trọng đại của người Công giáo, mà từ lâu đã trở thành dịp để người dân vui chơi, đoàn tụ, mong ước một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc. Hòa chung không khí chào đón Noel vào tối qua, rất đông người dân đã đến các nhà thờ, trung tâm thương mại, khu vui chơi để tận hưởng một đêm Giáng sinh an lành. Tuyến đường chính lên nhà thờ giáo xứ Hòn Gai được trang hoàng lộng lẫy với nhiều loại ánh sáng đủ màu sắc và trở nên nhộn nhịp, sôi động với lượng lớn người dân từ khắp nơi đổ về đây. Tại khuôn viên bên trong và ngoài khu vực nhà thờ, người dân thích thú với cách bài trí cây thông Noel, hang đá và chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc. Tôi cảm thấy hôm nay là không gian ở đây này rất là lung linh, và hơn nữa ở đây là có rất nhiều mọi người, kể cả người trong Công giáo cũng như ngoài Công giáo. Và cái thứ ba nữa, đặc biệt là các tiết mục ngày hôm nay rất là hay và đặc sắc. Tôi rất vinh dự có mặt tham gia tại buổi Giáng sinh ngày hôm nay. Bản thân tôi là người Công giáo thì hôm nay là ngày rất đặc biệt. Tôi rất là hồi hộp và xúc động. Một ngày đặc biệt, rất là đón một mùa Giáng sinh rất là tuyệt vời. Và tôi cũng cầu mong cho một mùa Giáng sinh an lành đến với tất cả mọi người chúng ta. Tại nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thương mại, không khí Noel cũng hết sức sôi động. Nhiều người coi đây là dịp để gặp gỡ bạn bè, người thân và lưu lại những khoảnh khắc làm kỷ niệm. Không khí Giáng sinh của ngày hôm nay thì rất là vui, rất là đông vui và rất là náo nhiệt. Là chúng tôi mong muốn cho gia đình đến đây thì nó vui vẻ, hòa nhập với mọi người thì là rất là phấn khởi. Bản thân tôi thì cũng không phải là người Công giáo nhưng mà cũng muốn cho các con của mình đi chơi ấy, hòa chung với không khí Noel năm nay ấy. Mong cho một năm mới vui vẻ, bình an. Một mùa Giáng sinh nữa lại về, ngập tràn trong niềm vui hân hoan. Tất cả đều mong ước cầu phúc cho một năm mới an lành, hạnh phúc. Mặc dù COVID-19 hiện đã được xếp vào bệnh nhóm B và vẫn đang tiếp tục được kiểm soát tốt trong cả nước, tuy nhiên không chủ quan trước dịch bệnh này, Bộ Y tế vẫn có khuyến cáo cần tiêm chủng đầy đủ các mũi đối với những đối tượng có nguy cơ cao mắc và trở nặng khi mắc. Tại Quảng Ninh trong tháng này, căn cứ nhu cầu thực tế, việc tiêm chủng vaccine COVID-19 tiếp tục được triển khai tại các trạm y tế xã phường. Trạm y tế phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, hôm nay lồng ghép tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ đủ 12 tuổi chưa đủ mũi, cùng với tiêm chủng mở rộng cho trẻ em trên địa bàn. Dự kiến có 50 trẻ đến tuổi đủ điều kiện sẽ được tiêm đợt này. Đây là em đến tiêm mũi 3 về nước trước, em đã tiêm được 2 mũi rồi. Vì đã có thông tin tiêm mũi 3 nên em quyết định đi. Em đi tiêm mũi 3 vì để đảm bảo sức khỏe cho mình và mọi người. Dịch bệnh bây giờ vẫn không còn nghiêm trọng như hồi xưa nữa. Thì em vẫn muốn tiêm để đảm bảo cho sức khỏe, việc học cho mọi người xung quanh nữa. Thì trạm y tế cũng thực hiện tuyên truyền trực tiếp tại trường học cho các cô giáo chủ nhiệm và trên truyền thanh của phường, là tất cả các đối tượng mà đủ điều kiện để tiêm vaccine COVID-19 trong đợt này thì đã vận động các phụ huynh cho các con đến trạm y tế để tiêm. Theo kế hoạch, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ tháng này sẽ tổ chức tiêm 1.439 mũi cho các trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa đủ các mũi vaccine phòng COVID-19. Trên thực tế, mặc dù đại dịch này hiện đang được kiểm soát rất tốt, tuy nhiên vẫn ghi nhận lẻ tẻ các ca mắc trong cộng đồng. Việc tiếp tục tiêm chủng trong giai đoạn hiện nay vẫn có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố miễn dịch cộng đồng, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Y tế ở trên địa bàn thị xã Đông Triều vẫn tiếp tục công tác truyền thông, tư vấn cho người dân trên địa bàn tham gia tiêm chủng đủ mũi theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao như trẻ em hay là những người già mắc bệnh mãn tính. Theo thống kê của CDC Quảng Ninh, trong tháng 12 này, Quảng Ninh vẫn ghi nhận 14 ca mắc COVID-19, đều là những trường hợp cao tuổi, có bệnh nền. Năm 2023, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã thực hiện kiểm tra gần 1.200 vụ, phát hiện xử lý 1.031 vụ với 1.029 đối tượng vi phạm, phạt tiền trên 19 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 11 tỷ đồng,
qua đó góp phần giữ vững ổn định thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ sức khỏe của người dân trên địa bàn. Triển khai nhiệm vụ năm 2024, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiếp tục triển khai kịp thời có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, làm tốt công tác dự báo tình hình thị trường, tình hình vi phạm để có giải pháp kịp thời. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng. Năm 2023, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh Vinacomin khai thác trên 4 triệu tấn than nguyên khai, đào trên 40.000 mét lò, chuẩn bị sản xuất tiêu thụ trên 3,57 triệu tấn than. Tất cả các chỉ tiêu chính này đều vượt kế hoạch TKV giao và tăng so với năm 2022. Doanh thu than cả năm của công ty đạt trên 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2022. Tiền lương bình quân người lao động đạt 20 triệu đồng một người một tháng, tăng 16,6% so với kế hoạch. Năm 2023, riêng bình quân thu nhập của thợ lò đạt 26,7 triệu đồng một người một tháng. Tại Hội nghị Người lao động năm 2024, Than Vàng Danh quyết tâm hoàn thành kế hoạch khai thác trên 4,1 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ sắp xỉ 3,7 triệu tấn, đào mới trên 41.000 mét lò, đảm bảo công tác an toàn, tiết kiệm chi phí, nâng cao trình độ người lao động. Với tinh thần chủ động từ xa, từ sớm và luôn theo dõi sát tình hình thời tiết, ngành nông nghiệp tỉnh và các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi và cây trồng. Nhờ đó, trong suốt đợt rét đậm rét hại vừa qua, mặc dù có thời điểm trên địa bàn tỉnh nhiệt độ giảm sâu dưới 10 độ C, song toàn tỉnh không để xảy ra hiện tượng vật nuôi bị chết do đói rét và đàn gia súc gia cầm duy trì trên 6.047.000 con phát triển ổn định. Các hộ dân đã chủ động đưa trâu bò từ rừng về nhà, gia cố chuồng trại và dự trữ thức ăn, cũng như áp dụng các biện pháp chăm sóc cho vật nuôi. Đối với diện tích nuôi thủy sản cũng được các hộ nuôi trồng chủ động áp dụng các biện pháp chăm sóc, đầu tư nhà bạt. Diện tích cây vụ đông toàn tỉnh được nông dân chăm sóc và phát triển ổn định. Trong những ngày tới, dự báo thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các địa phương và nông dân tiếp tục theo sát để có các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi và cây trồng hiệu quả, an toàn. Với quan điểm không có vùng cấm trong xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn và tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm, hôm nay thành phố Hạ Long tiếp tục tiến hành cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long. Theo quy định, lực lượng liên ngành của thành phố Hạ Long đã thông báo quyết định về việc tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ anh Đinh Văn Thiệp ở xã Sông Khoai 2, thị xã Quảng Yên. Trước đó, từ năm 2020, anh Đinh Văn Thiệp đã tiến hành nuôi trồng thủy sản trái phép tại khu vực Hòn Cuội, Vịnh Hạ Long với 48 dây hàu. Tôi thì đúng là thật sự mới nhận được 2 ngày, cho nên là tôi cũng chỉ biết gọi là gấp rút để cho lấy nhanh, để cho cơ quan các lãnh đạo, để cho đỡ phải mất sức và đỡ mất công của cơ quan lãnh đạo, và tôi cũng lại đỡ thiệt hại cái tài sản của tôi. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng liên ngành của thành phố Hạ Long cũng đã tiến hành cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ anh Lê Văn Tuấn ở tổ 8 khu 2 phường Tuần Châu, nuôi thủy sản trái phép ở khu vực Hòn Lão Câu, vịnh Hạ Long. Cả hai trường hợp bị cưỡng chế, sau khi nhận quyết định thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cũng đã chủ động tháo dỡ, di rời toàn bộ vật tư nuôi trồng thủy sản trái phép. Theo cái chỉ đạo của thành phố thì mình muốn là thôi, bây giờ thì sống với nghề sông nước, bây giờ là tháo dỡ hết rồi thì cũng chỉ mong cơ quan chức năng thì thôi, tất cả là bên thành phố về thì cũng cho vợ chồng em xin cái chỗ để nuôi trồng để nó vào quy củ. Thế bây giờ là ở ngoài đây thì cũng chỉ tất cả hộ dân nuôi trồng thì trước nay chỉ nuôi trồng trái phép thôi, cũng không có cái chỗ nào để nuôi trồng cố định cả. Trong những ngày tới, thành phố Hạ Long sẽ tiếp tục tiến hành cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 38 trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép ở khu vực phía Tây Nam, phường Tuần Châu. Toàn bộ các hộ vi phạm này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế để tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật. Tới đây, chương trình thời sự tối nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.